Clip của ngày hôm nay thì em A Tuấn sẽ test theo yêu cầu của bác. Là hôm trước có một số bác là bác bảo là anh A đang có chiếc âm đi dân vua rồi thì có ghép được với lại chiếc đôi loa Diatone DS37B không? Đôi này em Tuấn đã báo cho bác rồi là giá 6 triệu 9. Hôm nay em Tuấn sẽ ghép karaoke với con âm đi dân vua bác nhé, PA108. Đấy, dòng âm đi karaoke cho bác. Và hôm nay em Tuấn sẽ test hát karaoke để cho bác xem đôi loa này nó chịu được lực như thế nào. Đôi này các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke luôn. Em thử cái chất âm của em này. Riêng đôi loa này thì rất là khỏe, khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Em bắt Tuấn sẽ test karaoke luôn chỉ nó. Test nhạc là gì đó, nhạc vàng quá nhé. Bài ca kỷ niệm có lại tục nữ rồi. Đường quê tôi đến.
thương ta đánh lỡ rồi, hồi tâm tư càng hết lời, một lòng ta mang theo nỗi sầu thân suốt đời. Đường khuya tôi đêm bước âm thầm một mình. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Dòng này thằng Bác nghe nhạc vàng, nhạc cổ, thì cả hát karaoke. Bởi vì tôi ra đi tôi ra đi hát 37B này, chất chịu lực của nó rất là tốt. Bác nào nhu cầu liên hệ em tuấn nhé, mức giá là 6.9 triệu. Chào Bác.